Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay là ngày 25 âm lịch. Lại tiếp tục lên sàn em 72 này nha. 68. Anh em nào qua xúc em này đi sẽ có giá nhanh, gọn, lẹ, đẹp để cho anh em chờ Tết. Đây, bây giờ xin mời anh em coi lại thêm một lần nữa cho nó đã không. Đây, xe giờ mới dọn lại sạch sẽ nha. Rồi, tình trạng là máy vừa mới làm máy xong, rất là ngon, bao em bao mạnh cho các bạn luôn. Đang đi 4 số tới, xe không chính chủ, biển số 71. Đấy, có thầy cặp đùm trước sau là Vinh luôn, phục Vinh. Rồi, cục máy ok, cặp về trước sau CD thay mới, bình xăng thay mới, cùm thay mới. Rồi, cặp te thay mới, bô dắt thái. Đó, và ga 67, biển số 71. Rồi, 37, 11, 37 là ông trời nha, ông trời bắt, ông trời ôm chó, coi như là cả bầu trời này là của chúng mình đấy. Đấy, bình xăng thay mới luôn, xe là cứng cáp, đèn còi xi nhan đầy đủ. Đấy, đây là xe của một bạn sinh viên nha, bạn sinh viên sắp ra trường rồi, cho nên muốn dành lại cho bạn nào yêu thích, đam mê dòng 67 thì có thể rước em nó về nha. Đấy, xe chuẩn, cứng cáp, men, tuyệt đẹp. Đây, máy sạch sẽ. Đây, không chảy nhớt, khô tươm tắt, đầm 67 lô. Và đặc biệt xe này khảy một cái là nổ thôi nha. Đấy, rất là ok nha, giấy tờ đầy đủ. Đây, bây giờ mình sẽ phóng một lượt cho các bạn coi nha. Mình sẽ thử bắt đầu trước khi ăn Tết nha. Chìa khóa. Đây, thanh niên chưa bao giờ biết bóc đầu, bây giờ mình sẽ bóc đầu. Đây, bóc đầu. Đó, bóc đầu kia. Xe nghe tiếng máy nè. Trước khi chúng ta mua một con xe, chúng ta sẽ quan tâm tới cái máy là đầu tiên, coi thử nó êm hay không êm. Cái đầu là êm ru luôn, không có kêu, không có gõ gì luôn nha. Bao em cho các bạn, nếu mà gõ kêu là cho luôn, khỏi mua. Mua gì cho tốn tiền. Máy nè, gắn một cái bô dắt thái. Chuẩn thái nè. Đây, 50 làm 49 đã lên cốt 2, bao lực cho anh em, bình xăng tại ngọt mượt mà. Đấy, anh em là chơi con này là không có tiếc nuối.
quá chuẩn nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, nhớ qua coi trực tiếp xe, thử xe cho đó bóc em nó về chợ Tết nha, có giá ngọt ngào dành cho anh em coi trực tiếp. Còn anh em Mí Lao nào mà gọi tào lao Mí Lao là chặn số luôn nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn.